Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Năm mới mọi người có đi du xuân chưa nè? Tâm Tâm xin chúc cho mọi người sẽ có một năm mới bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi video của ngày hôm nay nè. Hôm nay thì Tâm Tâm quay cho mọi người xem những con đường ở Cần Thơ, những con đường thường ngày rất là đông đúc luôn. Hiện tại mùng 1 Tết ở Cần Thơ thì những con đường đó sẽ như thế nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng theo dõi video nha mọi người. Tuyến phố thời trang ở trên cái chân người ta treo lên đó. Tuyến phố thời trang. Đi.
nhiều khi không quen. Đúng rồi. Không có quen chứ thường ngày. Thường ngày thì đông đúc. Mấy ngày Tết thì chắc ai ở nhà nấy. Xa xa có người ta karaoke. Đậu đèn đỏ là không, giống như là không có chỗ đậu luôn á.